Theo chương trình phát triển đô thị phố Lưu huyện Bảo Thắng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, thị trấn phố Lưu được định hướng đầu tư xây dựng để được công nhận là đô thị loại 4 vào năm 2025. Theo mục tiêu đề ra, đô thị phố Lưu được phân thành 4 khu, gồm khu số 1, khu đô thị trung tâm thị trấn là đô thị hành chính, dịch vụ, thương mại, dịch vụ vận tải, đào tạo, văn hóa thể thao, khu dân cư, hiện trạng cải tạo và dân cư mới. Khu số 2 phía nam thị trấn là đô thị ở theo mô hình sinh thái, dịch vụ du lịch và công nghiệp sạch công nghệ cao. Khu số 3 phía tây nam thị trấn là đô thị dịch vụ công nghiệp sạch công nghệ cao, một phần dịch vụ hàng không, dịch vụ thương mại, các khu dân cư mới, dân cư hiện trạng cải tạo. Khu số 4 phía tây thị trấn là đô thị dịch vụ hàng không, dịch vụ vận tải, dịch vụ thương mại, một phần văn hóa thể thao, y tế, vui chơi giải trí, dịch vụ logistics